Nhật Bản kêu gọi Trung Quốc bảo đảm nhân quyền nhân ngày tưởng niệm Thiên An Môn, tin từ Tokyo. Nhật Bản hôm nay đã kêu gọi Trung Quốc bảo đảm các giá trị cơ bản, bao gồm các quyền làm người, nhân ngày tưởng niệm 25 năm cuộc đàn áp Thiên An Môn. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản, ông Yoshihide Suga hôm nay đã nói rằng, chính phủ Nhật Bản nghĩ rằng chính phủ Trung Quốc cần phải bảo đảm quyền tự do, những quyền cơ bản của con người và các quy định của pháp luật là những giá trị phổ quát trong xã hội quốc tế. Ông Suga nói thêm rằng, chính phủ Nhật Bản đã nhiều lần bày tỏ quan điểm của mình với chính phủ của Trung Quốc và hy vọng rằng Trung Quốc sẽ thay đổi thái độ. Hôm nay đánh dấu 25 năm cuộc đàn áp đẫm máu các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ tại quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh. Từ vài ngày trước, chính phủ Trung Quốc đã triển khai hàng trăm cảnh sát vũ trang để tuần tra khu vực này. Trong mùa xuân năm 1989, đã nổi lên các cuộc biểu tình đòi dân chủ do sinh viên dẫn đầu, nhưng Đảng Cộng sản cầm quyền đã điều động quân đội để đè bẹp một sự thách thức hiếm hoi của công chúng Trung Quốc. Bắc Kinh chưa bao giờ chính thức công bố số người chết trong vụ đàn áp, nhưng theo các ước tính của các nhóm nhân quyền và của các nhân chứng, thì có khoảng từ vài trăm cho đến vài ngàn người đã bị thiệt mạng.